Thời gian gần đây, Lâm Phỉ Dạ được công chúng biết đến nhiều hơn kể từ lúc cô phủ sóng trên các game show, đi diễn các sân khấu và tham gia nhiều dự án cùng các đồng nghiệp. Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái rất dài, nói về sự việc mình tiếp tục bị lừa đảo tài khoản. Theo đó, một tài khoản đã sử dụng hình ảnh của Lâm Phỉ Dạ làm ảnh đại diện trên trang cá nhân. Sau nhiều lần cứ liên tục bị giả mạo nhiều tài khoản, vợ Hứa Minh Đạt cho hay, chị chiều em quá nên em hư phải không? Nè bánh bèo hay bánh chuối gì đó tôi không biết, nhưng quậy đủ rồi nha. Cha mẹ sinh ra bạn đã là một phiên bản hoàn hảo rồi, hà cớ gì phải đi làm bản sao của người khác như vậy? Dám các clip tôi livestream để gọi video cho fan tôi nữa. Đây không phải là lần đầu bà xã Hứa Minh Đạt bị lừa đảo tài khoản cá nhân như vậy. Ngay khi thấy sự việc đi quá xa, trời trêu đùa gây ảnh hưởng đến cả danh dự và uy tín của mình, cũng như mất thời gian thì cô không khỏi tức giận. Thậm chí, Lâm Phỉ Dạ sẽ sẵn sàng làm sáng tỏ sự việc, đặc biệt hơn là có thể kiện. Thật sự đây là hành vi giả mạo và lừa đảo, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín người khác. Này kiện được nha ấy ơi, tháng 7 tới rồi, tu tâm dưỡng tính đi nè, thiện tài, nữ diễn viên chia sẻ thêm. Ngay sau đó, đạo diễn Võ Thanh Hoa cũng an ủi và nhẫn nhủ đến cô, bình tĩnh nha. Nhiều khán giả cũng ủng hộ Lâm Phỉ Dạ làm đến cùng để giải quyết vụ việc này. Một số ý kiến khác khuyên nữ diễn viên nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để giữ hình ảnh, vì những kẻ mạo danh nghệ sĩ thường có mục đích xấu.